Xin kính chào các bác. Ở video clip này em xin đưa ra một hàng những cặp loa Pioneer các bác. Nói đến Pioneer thì các bác cứ tìm đến những chiếc mi săn xui cho em các bác nhé. Lưu ý giúp em là cứ Pioneer. Các bác sở hữu loa Pioneer thì các bác cứ tìm âm ly săn xui cho em. Các bác hãy cố đến ngưỡng cao nhất có thể để các bác có thể kiếm những chiếc mi săn xui. Các bác riêng Pioneer các bác nhé. Còn các bác đến những thương hiệu khác thì em không nói. Nói chung là nó may hơn khôn các bác. Nhưng mà để mà chơi cứ săn xui chơi với Pioneer cho em thì đảm bảo các bác luôn là các bác sẽ ra được chất âm bất kỳ ai khó tính đến mấy sở hữu những cặp loa Pioneer các bác nhá. Mà các bác chơi vào những cái dòng săn xui mặt vàng chanh này, 6D7XR, 6D7MR, 6D7NDA này, hay là một số những con âm ly đuôi DR các bác nhá. Mặt đen thì có thể DR này, đó hoặc có thể LXA các bác nhá. Đấy, các bác cứ chơi những dòng săn xui đời cao này cho vào cho em, nhất là những dòng vàng chanh đây. Đây là em đang đánh vào con 607MR các bác nhá. Cho ra chất âm quá hay luôn. Các bác lưu duy em bát chép đang để mức giữa hết các bác nhá. Em chưa cần chỉnh bát chép. Cặp Pioneer 180 trơn. Đây là một trong những cặp loa mà phải gọi là nó chính là 180A các bác lưu giúp em. Thực tế thì cái bát này, cái chung này, cái chép này nó cũng chẳng khác gì 180A các bác nhá. Nó chỉ khác nhau về cái cách sắp xếp đường tiếng và cái ngoại hình này, mặt bích này nó khác thôi. Còn về các bản từ cuộn côn cho đến củ từ nó giống hệt nhau. Cái cấu trúc giống nhau các bác nhá. Thì 180 trơn hay 180A nó đều là những cặp loa cho chất âm cực kỳ hay. Quan trọng nhất là 180 trơn này nó rẻ các bác. Bẩn các bác nhé, em chưa vệ sinh này, mà miệng em chưa lau đâu các bác. Hàng về là chưa lau đâu, nguyên cả cái mạng nhện các bác. Em chưa lau các bác nhá. Loa đẹp xuất sắc đó các bác. Cặp loa này em đang xả giá còn có 13.500.000. 13.500.000 đồng cặp loa 180 trơn này các bác. Quá hay luôn các bác nhá. Trong phân khúc tiền này đúng là vô đối các bác nhá. Ngày trước các bác chơi những cặp 180 trơn này thấp nhất phải 16-17 triệu các bác. Đó các bác. Thì 180 trơn nó chính là 180A các bác nhá. Cái chất tiếng nó chính là 180A. Cam đoan các bác như vậy luôn. Đó, ê căng thứ đẹp xuất sắc luôn. Đây là bóc sẵn ê căng ra các bác để các bác xem những cái đường tuyến loa của nó các bác. Các bác cứ chơi những con mi săn xui cho em. Đó. Và riêng con săn xui MR này các bác có thể chơi tất cả những cặp loa em đang để ở bên hàng bên đây thì các bác nhá. Bác nào thích tiếng tép nó lên nảy một chút nữa. Đó, bát nó oánh lực một chút nữa. Đó, các bác đang nghe đây là bát nó uyển chuyển, nó nhẹ nhàng, nó oánh sâu nhưng mà rất là uyển chuyển các bác nhá. Vật liệu giấy mềm mại kết hợp với trung đôm, chép đôm, màng trắng lớp titan các bác. Nó cho ra một cái tiếng gọi là bát và trung dày ấm, còn tép thì đánh nảy, tơi nhuyễn, đặc trưng của những dòng 180 chơi và 180A. Đó. Và tép nảy hơn một chút nữa các bác nhá, là 180D và 183 la mã các bác. Đây là hai dòng này các bác nhá. Đó, những cái dòng 180 nói chung các bác đều hay các bác ạ. Thì các bác có nhu cầu mà thích tiếng nó còn nịnh hơn nữa, các bác lưu ý đây còn chưa bật chép này, các bác nghe lại tiếng chép này. Đấy, bát này. Quánh này gọi là đánh tép xuyên tường luôn các bác nhá. Em thường thường em để ở giữa các bác. Đánh với những dòng vàng chanh này của săn xui thì nó có một chất âm rất là dày dặn này các bác nhá. Ưu điểm của săn xui nó là chính là đánh direct các bác, và những cái dòng vàng chanh có những dòng mạch lưu của đất lưu alpha x 35 này các bác. Đó, thì còn những con âm ly kiểu này các bác nhá, cái giá tiền của nó ngày trước nó toàn là 9,5 triệu, 9,8 triệu, 10 triệu các bác nhá. Nhưng bây giờ các bác mua những con đẹp như mới này các bác, hàng bãi nhìn các bác mua đẹp như mới luôn, 8,8 triệu các bác nhá. Đó, hoặc các bác có thể chơi những dòng Kenwood 7090R rất hay luôn, chơi hay tương tự luôn, giá 5,8 triệu các bác nhá, với nhau 3 triệu đồng các bác. Nhưng mà các bác thích nổi tiếng có chơi săn xui chưa, đều những con 8 sò công suất cao hết, 250W. Thì đây là một trong những con âm ly mà các bác chơi loa Pioneer thì không bao giờ, nhớ mẹ các bác là không bao giờ các bác bị gọi là lỗi thời các bác. Nghĩa là các bác mua chiếc âm ly này, các bác có thể đổi bất kỳ dòng loa nào trong cái hàng này. Nói chung là cứ những cặp loa nào nổi tiếng của Pioneer các bác thả vào những con 607XR, 607MR này các bác nhé. Nó đều cho ra cái chất âm hết chất của loa luôn các bác, tiếng cực kỳ ngọt, êm tai, nghe mãi nghe hoài luôn. Nó không bị lịnh tai quá như các bác ghép với những dòng chính hãng Pioneer của nó là những dòng 7800, 7900, i9 đó các bác, hay là những dòng Pioneer đài đó, hoặc Pioneer 717, 838 ghép vào đây thì nó cho ra chất tiếng lịnh tai hơn, đánh xé đó các bác, đánh xé hơn và gắt hơn. Về căn bản những người mới chơi thì có thể là người ta sẽ thích đấy, nhưng mà em cam đoan luôn kiểu những người mới chơi các bác nghe cùng một lúc hai chiếc đang nghe săn xui chuyển qua Pioneer các bác sẽ cảm thấy như săn xui nó dễ chơi hơn, dễ nghe hơn. Đó, ngược trở lại thì Pioneer nó lại có một cái ưu mạnh
thế điểm của nó là những chiếc âm ly Pioneer thì thế điểm cái mạnh của nó là nó nổi tiếng, và thứ hai là những dòng i9 này các bác đó, hay những dòng 838, 717 các bác nhá, thì nó có khả năng phối ghép những cái cặp loa, ví dụ như cặp loa như thế là loa cây loa cột này, nó cũng chơi được các bác nhá. Đó, hay là những cái dòng loa như thế sạc pin bát 30, bát 40 nó cũng chơi được các bác. Đó, tất nhiên những dòng Samsung này vẫn chơi sạc pin ngon các bác nhá, nhưng mà Pioneer nó rất lịnh tiếng các bác, dành những bạn nào thích lịnh tiếng quá thôi, còn bạn nào thích cái âm lượng và cái âm sắc của nó mượt mà, các bác mở nhỏ các bác nhá, cái âm lượng mở nhỏ thôi nó vẫn mượt, thì các bác hãy chơi những dòng Samsung này, cứ ghép với Pioneer cho em. Đó, em ưu tiên là như vậy các bác nhá. Thì 180 trơn này 13,5 triệu, 180D lịnh tai hơn một chút. Đó các bác, cặp này bình thường nó sẽ dao động khoảng 17 triệu để các bác giá 14,5 triệu. Siêu đẹp đấy các bác nhá. Loa là siêu đẹp đấy thôi. Và CS616, đó các bác, có chất tiếng trung tính hơn một chút. 180D, 180A tiếng nó đã trung tính rồi, nó đã ngọt rồi. Thì các bác thích ngọt hơn một chút nữa các bác nhá. Nhiều bác cứ nói rằng là trung giấy chép giấy thì nghe không hay bằng trung đôm chép đôm các bác. Hoàn toàn sai lầm các bác nhá. Nghe hay hay không là nó do tính chất của cặp loa, chứ cái vật liệu nó chỉ là một cái cách để hãng nó muốn gửi thông điệp đến người dùng thôi. Khẳng định các bác luôn, cái vật liệu nó chỉ là một cái thông điệp thôi. Đó, khối những cặp loa nó sử dụng chép điện, thậm chí cái tần số còn vươn cao hơn cả chép điện này, nhưng mà tiếng nó không hề chóe tai, thậm chí tiếng nó còn trung tính cơ. Các bác có thể thấy những dòng kiểm âm của JBL Studio kìa, đó 4343 kìa các bác, hay là L65 Zumbai đó các bác, L300 Submit các bác, những cái dòng loa cao cấp các bác nhá, nó sử dụng vật liệu chép, cũng là chép điện, nó còn vươn cao hơn cả tần số của những dòng chép này, nhưng mà nó còn tiếng nó còn trung thực hơn, nó còn mượt hơn cả những dòng chép giấy này các bác. Nên là cái vật liệu nó chỉ là một cái thông điệp hãng gửi đến thôi. Nó có thể là nó có một cái gọi là hồn của cái vật liệu đó. Ví dụ như là các bác nhìn trung đôm chép đôm, chắc chắn là đôi loa này tiếng nó lịnh, nó âm sắc nó tốt rồi các bác. Đó, gọi là cái âm sắc của nó là cực kỳ là lung linh các bác. Thì những cái dòng này cũng như vậy. Còn 1616 này thì nó cho ra cái chất tiếng cũng là lung linh của nhà Pioneer. Nhưng cái hay là những dòng Pioneer ấy, trung giấy chép giấy của nó các bác nhé, nó cực kỳ tốt luôn. Đó, nó lên cao, nó mượt, nó không bị xé, và nó không bị có cái độ gọi là bị đứt tần số các bác nhá. Ví dụ như một số những dòng loa của Nhật Bản khác nó sử dụng chung giấy chép giấy, nhưng mà các bác lên cao ấy đôi khi nó bị đứt, đó nó bị đứt tần số, nên nhiều khi các bác nghe cái bản nhạc của nó hơi có cái độ gọi là bị bệt bạt ở giấy chép các bác. Nhưng mà với 616 và một số những dòng JBL nữa các bác nhá, cái loa chép này thật sự cao cấp luôn các bác, rất cao cấp luôn. Cái chép giấy này lên cực kỳ mượt, bốt nó cũng thế, bốt nghe rất mượt luôn đó các bác. 616 này giá là 15,5 triệu các bác nhá. Đó, siêu đẹp luôn. Đó, toàn bát 30 hết rồi các bác nhá. Hàng siêu đẹp hết các bác. Và 180 ba la mã, cặp này để các bác giá 15,5 triệu thôi. Bình thường nó là 16,5 triệu, 17,5 triệu các bác nhá. 15,5 triệu thôi, giờ giá rẻ bằng 616 rồi các bác. Các bác chọn cặp nào cũng được các bác nhá. Siêu đẹp luôn. Đó, 616 các bác. Hàng là không lau chùi, không lau bóng đâu các bác nhá. Đó, 180 ba la mã. Chiếc phía dưới này các bác. Hàng về là em chưa bóc hết ni lông đâu các bác nhá. Chưa bóc hết ni lông đâu. Cái dòng 183 la mã này thì bọn em về bọn em bán giá rất là rẻ các bác. Nên là nhiều khi bọn em cũng không bóc ni lông ra. Thì các bạn đã chốt hàng rồi các bác. Đây các bác, em sẽ bóc ra xem này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đây các bác. Đây các bác nhìn ạ. Loa nguyên bụi nó đẹp như này các bác nhá. 183 la mã các bác. Hàng này các bác chơi chấm hết luôn. Đó, bát nó phải zin như vậy các bác nhá. Rất là mềm luôn. 180 ba la mã các bác nhá, góc cạnh luôn. Đấy, cặp loa này để các bác giá 15,5 triệu thôi. Các bác chơi tất cả những dòng mẫu là bát 30 này, các bác cứ chơi với những dòng âm ly Samsung cho em. Ưu tiên các bác nhá, luôn luôn ưu tiên. Đó các bác, đây nữa này, một cặp loa Mỹ. Đây các bác. Selection này các bác, 4X này. Cái hãng Selection này hãng xịn này các bác nhá, hãng cực kỳ xịn luôn. Cái loa này các bác chơi nó là dòng củ từ vuông, rất là chất luôn các bác nhá. Các bác nhìn quả côn nó này. Dâu dài, dâu tèo các bác nhá. Cặp này là cặp loa nó sử dụng 4 đường tiếng, 2 trung giấy, 1 chép thạch anh. Bát 30, củ từ vuông các bác nhá. Là Mỹ cổ, nghe hay lắm các bác. Selection Made in USA. Đó các bác, cặp loa này để các bác giá là 12 triệu các bác nhá. 12 triệu đồng. Cặp này trên thị trường giá toàn là 16, 17 triệu thôi. Riêng cặp Selection cổ này các bác nhá, em sẽ có video giới thiệu sau. Đó, em sẽ test âm sau. Cặp AR này, AR này nó là dòng AR đời cao, AR12 các bác nhá. Đó, để các bác giá rất rẻ luôn. Đó,
Cặp này thì các bác giá 8 triệu thôi. Bình thường cặp này khoảng 11 triệu các bác nhá. AD12 giá 8 triệu. Bát bánh tiêu các bác nhá. Củ từ vuông luôn. Đó các bác, dòng này củ từ vuông hết các bác. 8 triệu đồng cặp AD các bác nhá. Các bác. Đánh với âm đi sàn xối cực kỳ hay các bác nhá. Đó. Và đây nữa này, 803 này. Đó, Pioneer Bát 40, hai chép điện. Bác nào thích định tài chơi ngay cặp này cho em. Cặp này thì tiếng tép đánh gọi là đánh xuyên tường các bác nhá. Tiếng tép đánh lên, bác nào thích cái tiếng tép nó phải đánh cứ xình xịch. Ai đi qua nhà mình cứ nghe tiếng tép nó bay ra ngoài sân thì các bác. Đó, thích là, nói chung là nhiều bác thích nghe theo kiểu gọi là cực đoan. Thì cái hãng Pioneer nó cũng rất là hiểu người dùng. Nói chung âm thanh thì nó không có một cái chuẩn mực nào cả. Không ai dạy được mình là chơi thế nào cho nó hay được các bác. Mình thích là mình chơi được các bác. Thì CS803 này là một trong những cái cặp loa mà hãng Pioneer nó chiều chuộng cái người nịnh tai nhất các bác nha. Hai con chép điện nó cực kỳ nịnh tai các bác. Một con chép kèn. Chưa hết các bác nha, một con chung nữa. Cái bát 40 đã ra nhiều chung rồi các bác. Mà độ nhạy của bát rất cao các bác nhé. Các bác nhìn này, độ nhạy của bát đấy. Các bác nhìn này, rất mềm luôn. Gân lụa mềm nhũn luôn. Đó các bác. Gân lụa này giống trên như một số những dòng như thế là CS A7 các bác. Đó, nó rất là mềm các bác nhé. Nhưng mà bát 40. Cặp loa này có thời điểm lên đến 19 triệu, 20 triệu luôn. Nhưng bây giờ các bác mua cặp này giá chỉ có 14 triệu rưỡi các bác nhé. 803 này các bác. Tiếng cực kỳ hay luôn các bác. Nó đang giá xem những cặp loa như để là 180 trơn rồi thì 180D, 183 là mã, nó xem như vậy các bác. Bát 40, dòng xuất Mỹ 270W trên một thùng. Đó, hai chép điện luôn các bác nhá. Hai chép điện lớn luôn, không phải hai chép điện nhỏ các bác. Các bác cứ lưu ý giúp em, cái dòng này cực kỳ lịnh tai, hai lỗ thông hơi phía trước. Đấy, càng đẹp xuất sắc luôn, thùng gỗ rất đẹp. Giá 14 triệu rưỡi thôi các bác, 270W trên một thùng. Và dòng này có cái đèn tia nhảy nhảy đây, nó như S90D các bác. Đánh mạnh nó sẽ nhảy lên các bác nhá, đánh nhỏ không sáng đâu. Đánh to với sáng các bác nhá. Các bác. HPM100 phiên bản 200W, 21 triệu thôi các bác nhá. Siêu đẹp các bác, cứ 21 triệu một cặp các bác nhá. Các bác, siêu đẹp luôn. HPM100 này thật sự các bác là từ lúc nhà em bán HPM100 này thì cái dòng HPM100 này nó giảm giá xuống các bác. Đó, cũng như là 99A các bác, cặp kia lại chuẩn bị cuốn lên đường các bác. 99A em vừa vệ sinh xong để gói chuẩn bị gói lên đường các bác ạ. Thì 99A các bác nhu cầu sở hữu cứ 42 triệu một cặp các bác nhá. Đó, em muốn bán cho các bác những cái sản phẩm mà nó bị đội giá nhưng mà em luôn muốn nhập về giá đẹp nhất và bán các bác giá tốt nhất để cho những cái sản phẩm nó bị đội giá như những cặp HPM này. 99A kìa. Đó. Nó những dòng loa rất hay của Pioneer các bác nhá, rất là hay đến từ Nhật Bản. Nhưng mà nó bị đội giá các bác. Thì em muốn bán cho cái giá nó giảm xuống. Và nó thành cái hiệu ứng các bác. Các bác có thể mua bất kỳ nơi nào thế các bác nhé. Khi mà em bán rẻ xuống như vậy thì rất nhiều người khác cũng phải bán rẻ xuống. Và các bác có thể lựa chọn những cái sản phẩm, kể cả nhà em đang không có, kể cả những cái cặp này nhà em ví dụ có những thời điểm mà em hết đi nó các bác. Nhưng chắc chắn rằng là khi em bán như vậy thì những anh em ở nơi khác người ta cũng có thể nhập được cái giá tốt xuống. Đó, người ta sẽ xem cái giá người ta nhập về. Đó, người ta không bị nhập cao mà người ta sẽ bán giá tốt cho các bác. Hiệu ứng được các bác nhé, nó là cái hiệu ứng thôi các bác. Nên nhiều khi các bác mua nó bị cao hơn một vài triệu thì các bác đừng chửi người ta. Có thể người ta nhập từ trước đó bị đắt rồi các bác nhá. Buộc phải bán thôi các bác. Cái thằng T8 này các bác 12 triệu đồng. T8 này các bác nhá. Và CS3000 13.500.000 đồng các bác. Hai cặp này thì chấm hết luôn bát 30. Và tuyển tập bát 30 của nhà Pioneer. Em chỉ mở cặp 180 trơn kia thôi các bác nhá. Chưa phải mở những cặp loa này đâu. Chất âm nó đã hay như vậy rồi. Các bác lưu ý em là những cặp như này T8 hay này, hay là CS3000 này, chất âm lúc nào ở cửa trên những cặp như HPM100 này, 180 trơn này, 183 la mã này. Nói chung là dòng S nói chung không mà có cửa so với dòng CS3000 này đâu các bác nhá. Thằng T8 cũng thấy cực kỳ hay. Đó, nhưng mà hai thằng này các bác nhá, các bác lời trên nên chơi những dòng săn xui đài cổ, sò sắt. Còn chơi với những dòng săn xui mặt vàng chanh này thì nó thật sự là không tốt lắm đâu. Nó phải nói thật và nói to và nói đúng các bác nhá, không mập mờ các bác. 607MR này đánh vào những cái cặp như thế là chép nó sử dụng cái chép hòa thị này và CS3000 này, chép hòa thị này. Những cái dòng mà sử dụng cái chép hòa thị này này chắc chắn là những cái dòng loa đời cổ rồi các bác. Mà các bác chơi vào những cái dòng sử dụng cái sò lắp và sò mofet đời mới này các bác không thể ra được triệt để được các bác nhá. Phần tần nó quá gấu ở phía trong luôn. Nó đã cắt hết tất cả những cái giải tần mà cái xung của cái giải tần của sò mofet ấy. Cái ưu điểm của những con âm đi sò mofet và sò lắp ấy là cái xung, cái gọi là cái tần số làm việc ấy, nó rộng. Nên các bác không phải chỉnh bát tép nhiều mà nó vẫn đủ tiếng, nó rộng, nó đủ tiếng. Nhưng mà khi đi vào những cái cặp loa cổ phân tần nó quá gấu đi. Nó can thiệp quá sâu vào âm sắc đi. Cái cốt solver phía trong ấy, cái cốt của nó ấy bác, nó cắt này, nó cắt ở những cái phân tần này.
nó cắt về đường tiếng bát chung chép này, nó đều có một cái bộ crossover cắt cốt các bác. Nó can thiệp quá sâu. Thì lúc đó thế mạnh của những cái dòng sò Mofet này, tại sao những bác đánh những cái âm đi đời cao này và những cặp loa cổ nó không thể hiện được hết cái bản chất của cái cặp loa. Thì lúc đó cái thế mạnh của những cái dòng âm đi này nó lại bị triệt tiêu mất các bác nha. Nói chung là không cứ đâu các bác, kể cả bác đánh những chiếc âm đi như thế Lachman hàng 4 50 triệu đánh một cặp loa này nó vẫn không hay bằng con âm đi đài cổ hay là con âm đi xuất âm tụ cổ giam 7 triệu các bác nha, khẳng định các bác luôn. Đó, nó lại hay như vậy. Và cái kết quả các bác nhận lại được giữa cái cặp loa này và một chiếc âm đi giam 7 triệu xuất âm tụ và một cái cặp loa 40-50 triệu và chiếc âm đi 40-50 triệu, cái kết quả các bác nhé, chưa chắc cái thằng 40-50 triệu các bác đã thích nghe bằng cái thằng này đâu. Ở tất nhiên các bác có thể đo trên cái thông số kỹ thuật là cái bộ 40-50 triệu kia nó cho ra cái tần số đáp tuyến và cái độ mịn của âm thanh nó tốt hơn đó. Nhưng mà lại nói đi nói lại các bác nhé, âm thanh mà nó là gu nghe, không ai bắt mình nghe được kiểu gì cả. Mình thích kiểu gì mình nghe kiểu đấy, không ai bắt mình phải nghe kiểu gì cho hay các bác nhé. Đây là em tư vấn thật của các bác nhé. Nên là những cái dòng âm thanh cổ ấy các bác ghép vào những cặp loa này, ghép vào những chiếc âm đi xuất âm tụ hay những dòng sò sắt, nhất là những dòng Toshiba chữ đỏ các bác. Ghép vào những cặp loa này các bác nhá. Nó đủ độ, nó nghe nó hay lắm các bác. Không cần công suất cao các bác, bass 30. CS 3000 này giá là 13 đồng rưỡi này, bình thường nó khoảng 16 triệu, 16 triệu rưỡi. Màng FB các bác nhá, siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn. Và T8 giá 12 triệu các bác nhá. Đó, bass 30 hai mẫu này, đánh với âm đi sò sắt rất hay luôn. Các bác đừng quên cặp AR3A phía sau em đang để các bác giá 22.800 thôi. Giá rẻ nhất thị trường luôn, cặp AR Bass 30 các bác nhá. Siêu đẹp. Các bác hàng là chưa tháo chép tháo chùm luôn, rất là đẹp các bác nhá. Cực kỳ đẹp các bác. Đấy, ngoài ra thì em đang còn một cặp 922. Các bác nào lấy để các bác giá 23.500. 922 siêu đẹp luôn. 23.500 các bác nhá, 922. Các bác chơi cặp loa này là hàng khủng các bác. Một bass 40 cộng hưởng, một bass 28 và một chép điện, một trung đô. Đó, 922, hàng loa to các bác nhá. Dòng này thì quá nổi tiếng nên không phải giới thiệu nhiều các bác. 922 siêu đẹp luôn. Để các bác giá 23.500 các bác. Tất cả những mẫu loa Pioneer. Nó qua đây thì em có một số những mẫu loa cây. ADS này các bác nhá. ADS Bass 25, loa cây châu Âu. Cặp này bình thường khoảng 11 12 triệu, để các bác giá 8 triệu rưỡi các bác nhá. Thanh lý các bác luôn. Cặp này nghe cực kỳ hay các bác nhá, ấy càng sắt các bác. Đó, hai cặp ADS luôn. Cặp ADS high end các bác. Đó, cặp JBL này để các bác giá là 9 triệu rưỡi các bác nhá. JBL 2 bát 20, 4 chép các bác nhá. 4 chép 4 hướng các bác luôn. 4 góc là 4 cái chép các bác. Cặp loa này người ta bán toàn 16 triệu các bác nhá. Cặp JBL bóng piano các bác. Các bác. Và cặp loa cây này, tự thành lý luôn. Calip các bác, cặp loa cây 2 bát điện các bác nhá. Công suất mỗi thùng hơn 300W. Đó, một chép hoa thị từ neo các bác nhá. Chép đằng trong là từ neo hoa thị, rất đẹp luôn. Em đã có một video tháo ruột các cặp loa này các bác xem rồi. Hai cái cặp con bát này là hai cái bát 20 củ tứ kép luôn. Loa calip rất là khủng các bác nhá, cực kỳ nặng luôn. Bình thường những cặp này khoảng 16 15 triệu các bác, để các bác giá 10 triệu các bác nhá. Đó, thanh lý giá 10 triệu luôn. Ê căng còn đầy đủ luôn các bác nhá. Còn cặp loa high end để các bác giá 20 triệu đó các bác. ADS 1500. Hàng khủng các bác nhá, hai bát 25, một chung, một chép đôm các bác. Cực kỳ đẹp luôn. 20 triệu đồng thôi, chưa bằng tiền một cặp loa HPM100 các bác. Nhưng mà chất âm của nó phải đứng trên cửa những cái cặp loa như L100 này hay là L112 này. Còn lâu đã có tiếng hay bằng cặp này các bác nhá. Đó, chất tiếng của nó đỉnh cao luôn các bác. Nó phải đứng so kè với những cái dòng như JBL 4343 hay là những cái dòng LX200 này đó. Đó, những dòng JBL hàng 450 triệu này các bác. Nó sẽ đứng ngang ngửa như vậy các bác nhá. Hoặc là đứng ngang ngửa với những cặp Tano này các bác, không thua kém đâu. Nó riêng cặp ADS high end này, mỗi thùng nặng gần 70 cân, đó, các bác lưu giữ em, rất là khủng luôn. Loa cực to các bác. Đó, và sạc pin Vega DX7 các bác nhá, 17 triệu. Đó, một cặp siêu đẹp luôn. DX7 17 triệu các bác nhá. Các bác có nhu cầu sở hữu DX7 17 triệu. Đó các bác. Và KLH6 này. KLH6 các bác lưu giữ em, đây là dòng KLH6 lòng vàng các bác nhá. Cặp này thì anh em người ta bán toàn 15 16 triệu thôi. Dòng này rất hiếm luôn. Em để các bác cặp loa này là 13 triệu các bác nhá. KLH6 A căng zin các bác nhá. KLH6 lòng vàng các bác. Cặp này cực kỳ hay luôn. Đó, chép màu vàng rất đẹp các bác nhá. Cặp này chất âm khỏi nghĩ luôn. Đó, nó mà nghe thì nó còn ngọt hơn cả AR các bác. KLH6 các bác nhá. Các bác có âm đi đài cổ hay những dòng âm đi sơn tụ chơi vào đây thì chấm hết luôn. Các bác nhìn từ con ốc đấy ạ. Siêu đẹp các bác nhá. Cặp này để các bác giá 13 triệu, KLH6 lòng vàng các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi em xin kết thúc video clip tại đây.
Các bác có nhu cầu lấy sản phẩm nào thì nhắn tin cho em. Xin kính chào các bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.